Hello, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại nguyên review. Thì hôm nay quay trở lại review các bạn một cái sản phẩm mà thương hiệu rất là quen, các bạn dùng rất nhiều, đi vào siêu thị sẽ thấy. Nhưng mà ở Việt Nam cũng không tìm được sản phẩm này, thậm chí nếu có tìm thì rất là khó và không biết là nó có đắt quá không. Nhưng mà đại khái thì đây là một sản phẩm mà được phân phối, tức là vẫn được nghiên cứu và sản xuất bởi cái thương hiệu này. Và mình mua từ cái này từ Mỹ, chính xác là từ Canada, thế nên là khá là hồi hộp, không biết là sản phẩm này liệu có tệ quá hay không. Nói thật sự như vậy đấy, mình rất muốn khách quan nhưng mà thực sự sản phẩm siêu thị phần nào đấy ở mức gọi là vuốt được lên tóc, tạo được cái nếp để thơm thì cũng không hẳn quá thơm, hiệu năng vượt trội thì cũng không hẳn nó gọi là vừa đủ đấy. Giới thiệu các bạn là Old Spice Clay, và chắc chắn các bạn sẽ rất là lạ. Old Spice lăn nách sữa tắm các thứ mà lại sản xuất sao bớt tóc, lạ ghê. Thì đúng, họ sản xuất sao bớt tóc. Và chúng ta có một hộp nhựa như thế này các bạn. Đây là hộp nhựa, nếu mình không nhầm thì đây là PP, rất là chắc chắn luôn. Đúng, nhựa PP. Tất cả mọi thứ hàng lab made, không chê được về bao bì, hoàn thiện bao bì các bạn ạ. Không chê được, hoàn thiện tốt lắm. Ừ. In ấn các kiểu xịn sò. Cái này trên trên mặt nắp là dán một cái nhãn như thế này. Thì theo mình đoán là cái nhãn cái do cái nắp này họ ship về nó cũng dễ bị xước, thế nên là họ dán nhãn lên để che cái vết xước đi cho nó đỡ ghê. À, tất nhiên không phải nắp nào cũng xước nhưng mà sẽ có nắp xước, và vấn đề dán nhãn lên thì nó kinh tế hơn các bạn. Đó. Nó sẽ đỡ nhìn cái sản phẩm nó đỡ bị ghê hơn. Mình không biết đâu, nhưng mà nói chung là mình thô thiển thì mình nghĩ vậy thôi, còn chắc chắc là hàng lắp mết thì cũng xịn hơn. Chúng ta sẽ có một số các cái thông tin, thực sự là rất là nhiều thứ tiếng mà không biết để tiếng gì luôn. À, tiếng Anh hay tiếng Đức gì đấy không biết đấy. Tiếng Anh thì có, chắc chắn là có. À, nhưng mà cái song song hành với nó thì không biết. À, đây là bên này sẽ có, từ bên này đi, từ cái chỗ Old Spice này sang bên phải thì sẽ có Barber Blend. Thực sự là không biết được là đây là sản phẩm gì khi mình nhìn thân hộp luôn. À, giới thiệu về sản phẩm Old Spice Barber Blend Clay ở đây. Barber Blend Clay rất là khó để nắm bắt nếu mà nhìn được chữ to. Infused with aloe hết. Có chứa lô hội vậy thôi. Hướng dẫn sử dụng. Direction là rub smile amount in hand and work through damp or dry hair. Không có gì đặc sắc. Fabricate in Canada import with imported material. Ra vậy. Tức là đây là sản phẩm sản xuất ở trong Canada luôn á. Nhưng mà lại nguyên liệu nhập khẩu. Độ giữ nếp của cái này ghi là cao nhất trong mấy cái chấm này luôn này. Đấy. Độ bóng thì là thấp nhất, khá là ngạc nhiên. Chúng ta sẽ có cái nhãn ở trên này, một số cái này lọ này sẽ là 85 gram các bạn. Cái 85 hay là nói chung là nói riêng và 3 ounce, 3 oz nói chung là một cái tiêu chuẩn của sắp vớt tóc. Thực sự các bạn sẽ không để ý cái điều này nhiều đâu. Bên dưới chúng ta sẽ có một cái nhãn như này, một cái tem như này. Đây là bảng thành phần nha các bạn. Đó, bảng thành phần thì chúng ta mở ra như thế này. Đó, sẽ có một thành phần sáp có chứa petrolatum, có chứa sáp canoba, chứa dầu khoáng. Chiết xuất nha đam của chúng ta ở đâu? Khá là ít các bạn. Ngay kể cả tức là nhá. Ở đây có phenoxyn ethanol, xong đến fragrance là hương liệu, phenoxyn ethanol là chất bảo quản. Thì mình xin nhắc lại tại sao mình nhắc đến cái này, tại vì khi chất bảo quản cái tỷ lệ tiêu chuẩn của nó ở trong một cái công thức sản phẩm là khoảng 1 đến 1,5%. Thì chất bảo quản thường ấy là để 1%, thì với luật công bố mỹ phẩm ở trên toàn thế giới thì tất cả những chất mà từ 1% thì phải ghi theo đúng cái thứ tự từ bé cho đến từ lớn cho đến bé. Còn nếu mà dưới 1% thì các bạn chính xác là thì cái người sản xuất ấy, nhà sản xuất ấy, sẽ có thể tùy tùy ý ghi thứ tự lung tung lộn xộn thế nào cũng được. Ví dụ nhé, phenoxyne ethanol là 1%, nhưng mà ví dụ là sáp ong đi là 20%, thì sáp ong phải ghi đầu tiên, ghi trước phenoxyne ethanol đó. Còn ví dụ như là hương liệu là 0,9%, thì với đến
đất cao lanh là 0,8%, thì hoàn toàn có thể ghi đất cao lanh xong đến hương liệu. Đấy, phenoxy ethanol xong đất cao lanh xong đến hương liệu thì nó vẫn đúng luật. Nhưng mà nếu mà là ghi phenoxy ethanol đầu tiên mà ghi sáp ong đằng sau nó, mà trong khi đó phenoxy ethanol chỉ có 1% thôi ấy, thì là sai luật và bị phạt. Đó, thì đấy là một cái giải thích là vì sao mình cứ luôn nhắc đến phenoxy ethanol hay là chất bảo quản, rồi bắt đầu xem thấy đằng sau những cái đấy là nó có những cái gì. Thì đôi khi ấy, là ở trong cái vấn đề sản xuất những cái sản phẩm lab ấy, họ quảng cáo một đằng đấy là một cái chứa cái gì đấy, thì đúng là nó có chứa thật nhưng mà nó không đủ nhiều để có một cái tương tác nhất định. Thì ở đây chúng ta sẽ có cao lanh với cả cái Alo Baba Dennis Leaf Juice ở tít ở dưới cuối cùng của bảng thành phần luôn. Thì thực sự ra mà nói thì với những cái như thế này thì nó rất là ít luôn các bạn. Thế nên là mình sẽ không kỳ vọng vào đây là một cái sản phẩm nó quá khô đâu, nó chỉ đơn giản là hơi có một chút khô khô nhảm nhám gì đấy thôi, và mình cũng không nghĩ rằng là nó sẽ cấp ẩm này nọ kia đâu, đơn giản là nó cho vào cho có thôi. Mùi hương sản phẩm thì nó mình xin dùng cái từ tiếng Việt đấy là tươi. Nó giống như kiểu thì đây đúng là kiểu hàng siêu thị nhưng nó không quá hắc. Nhưng mà khá là thơm, mình nó khá là thơm. Và mình nghĩ đây là con sáp siêu thị mà thơm nhất mà mình từng ngửi. Đây là con sáp siêu thị thơm nhất mà mình từng ngửi, cực kỳ dễ ngửi luôn. Để móc thử ra cho các bạn xem nha. Mình nghĩ khá mềm, mềm thật. Nó là một dạng kiểu paste ấy, kiểu vậy, rất là mềm luôn ạ. Khá là mềm. So ra tay không có một cái gì khó khăn cả. Vuốt lên tóc cũng vậy, vuốt lên tóc. Còn thậm chí còn cảm thấy mượt, còn thấy ẩm cơ. Lấy thêm tí ha. Rồi, ok. Hoàn thiện sản phẩm xong, mình cảm thấy không phồng lắm. Độ giữ nếp con này ở khoảng ngưỡng firm hold thôi các bạn, firm hold thôi, hướng ẩm nhá, và đúng là matte finish thật. Mùi thì cũng khá là tỏa nhưng mà nhẹ, không nồng. Thế nên là thôi ngắn gọn thôi, mình sẽ đi test nó xem là nó mặc dù nó ẩm thì nó có giữ được cái nó ABC nó kia không. Thì đại khái đây là một con mà tạm gọi là clay mà không khô, và đơn giản cho clay vào để có thể là giảm cái độ bóng đi nhất định một mức nào đấy. Và họ đã thành công với công thức này, và mình thấy công thức này khá là ngon nha quý vị, khá là ngon luôn, nó vừa đủ luôn. Thế nên là mình sẽ đi test và có một cái kỳ vọng hơi hơi cao một chút với một cái sản phẩm siêu thị. Ok, mình đã quay trở lại. Một ngày dài nữa đã trôi qua, thì 22 tiếng thử nghiệm con Ospai Clay này, nó sẽ cho kết quả như nào. Đây là mái tóc với ngủ dậy ha. Chứ các bạn là sản phẩm mà nói rằng là không khô thì cũng hơi oan một tí. Thực ra thì xét trên góc độ là khô thì cũng khô có, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì mới cảm nhận được cái độ khô của nó. Thì mình đánh giá như thế này, với sản phẩm này ấy, nếu mà đây là một sản phẩm siêu thị và nó có tồn tại ở Việt Nam thì mình hoàn toàn có thể hiểu được. Bởi vì sao? Bởi vì cái hiệu năng của cái sản phẩm này theo cảm quan cá nhân của mình nhé, nó sẽ là một trong những sản phẩm siêu thị tốt nhất ở phân khúc, ở cái hạng mục là sáp vuốt tóc. Tại sao lại như vậy? Bởi vì như các bạn đang thấy đây, từ cái lúc mình vuốt lên cho tới bây giờ, tất nhiên độ giữ nếp có giảm và tóc tơi ra. Nhưng cái quan trọng nhất mà rất nhiều anh em
thèm và muốn, đấy là độ phồng. Và bạn có thể nhìn thấy mái tóc của mình, mặc dù mái tóc rất là dài, nhưng việc duy trì độ phồng với sản phẩm này lại luôn ở mức ổn định. Thì đây không phải là một cái tính năng hiển nhiên mà chỉ có một số sản phẩm mới có tương tác thế này ở trên tóc mình mà thôi. Thế cho nên là đây sẽ là một điểm mạnh của một sản phẩm bất kỳ nào đấy. Và Old Spice Clay làm được cái điều này. Đấy là ưu điểm thứ nhất. Ưu điểm thứ hai về Old Spice Clay, thực sự mà nói với các bạn như thế này, nếu mà chúng ta đã quen dùng sáp ẩm, sáp như bình thường, thì chúng ta, thì các bạn là mình, cả mình nữa, cả các bạn thì đều sẽ biết rằng là sẽ có hai chiều hướng ở rất là phổ biến ở Việt Nam. Thường là một loại sản phẩm tạo kiểu nào đấy sẽ có một độ rít nhất định, và thường là rít rất là khó chịu, kéo tóc, rứt tóc ra. Bản thân mình không thích rít tóc lắm. Đó, trường hợp đầu tiên. Trường hợp thứ hai đó là tạo ra một cái độ bết, độ dính bết nhất định. Thì hai cái trường hợp này không còn quá xa lạ với tất cả chúng ta nữa rồi, nhưng nó sẽ có ưu nhược điểm riêng của nó. Ở đây mình sẽ không bơm Old Spice Clay lên tận mây xanh. Tuy nhiên điều thực tế là đây là một sản phẩm mà không có một cái độ rít cao, tức là cũng có dính dính, hơi rít một chút, hơi nhẹ thôi. Đó, cũng không quá bết. Tại sao mình nói không quá bết? Thực ra mà nói với anh em tóc dầu, với những ai mà nói chung rằng là các bạn đang phải, mình xin phép sử dụng cái từ phải, sử dụng Henry Fuku Quicksand, sử dụng Cabin Fee Rider là những sản phẩm phổ biến, hay là DV Hope Luna, DV Hope Solid là những sản phẩm hút dầu cũng khá là kinh điển, thì anh em sẽ hiểu rằng là anh em rất ngại cái đầu bết. Thì ý mình đang muốn nói rằng là với sản phẩm này, khô thì cũng không quá khô, mà bết thì cũng không quá bết, rít cũng không quá rít luôn, tức là ở cái ngưỡng mà rất là thoải mái. Anh em vuốt lên tóc, anh em lùa tay vào tóc, anh em sẽ thấy rằng là nó dính như này là vừa đủ. Và anh em cũng không cảm giác thấy bết quá khi anh em lùa tay lên như này để anh em chỉnh tóc. Anh em sẽ thấy rằng là cái mái tóc của mình trông khá là ổn, trông khá là tự nhiên. Cái quan trọng nhất của cái con Old Spice này đấy là gì? Khi mà anh em sử dụng nó, anh em sẽ thấy rằng mái tóc của anh em có một cái gì đấy đúng là nhìn trông rất là tự nhiên luôn, không cảm giác nó bị giả quá, kiểu như vậy. Đó. Giữ nếp thì sẽ cũng sẽ bung tự nhiên, rồi vào nếp cũng sẽ như vậy luôn, tức là nó không có một cái gì gọi là khiến anh em kiểu lợn cợn cả, kiểu như là vuốt tóc mà không như vuốt tóc. Thế nên là với một sản phẩm như này, Old Spice Clay, mình đánh giá rất cao, mình đánh giá rất cao cho một sản phẩm siêu thị như này. Nếu mà nói so sánh với một sản phẩm siêu thị ở trên thị trường của Việt Nam, thì mình nghĩ rằng là mình sẽ không thể so sánh được, bởi vì là cái hiệu năng của nó quá khác biệt so với các sản phẩm siêu thị mà ở Việt Nam chúng ta đang có. Thực sự luôn, thì đây là một trong những cái mà mình hy vọng rằng là với sau clip này, thì đâu đó nhỡ đâu mà phòng marketing của Old Spice Việt Nam họ xem được clip này, họ biết rằng là sáp Old Spice cũng khá là ok đấy, thì họ cũng sẽ thử nhập sáp Old Spice và họ phân phối xem đấy. Bởi vì là mình nghĩ rằng là với một thương hiệu mình gọi là có uy tín và nó to như vậy rồi, thì mình có một cái niềm tin trẻ con, đấy là cứ hàng lắp mết mà có phòng R&D, phòng nghiên cứu, thì kiểu gì nó cũng ngon thôi. Chả qua là có thể là cái một loại sản phẩm này có một vài con nó quá bình thường ấy, và một bài chỉ một hai con nó ổn ổn, xong đấy thì chỉ có một con gọi là xuất sắc, thì không biết là con Clay này có phải là con duy nhất xuất sắc hay không. Nhưng mà thực sự mà nói, vấn đề chính của clip hôm nay là review con Clay, thì xin phép đánh giá các bạn như này, đây là một con Clay mà không dám nói là high hold, con này sẽ ổn định ở ngưỡng firm hold trên mọi nền tóc, firm hold trên mọi nền tóc, độ bóng hoàn toàn tự nhiên. Đánh giá ở đây góc độ khách quan thì là độ bóng thấp. Đó, nhưng mà nhìn nó rất là tự nhiên. Mùi hương thì mình xin phép là không đánh giá, bởi vì mình có một cái đoán mò thế này. Đây có lẽ là mùi hương nào đấy của Old Spice được sử dụng trong sữa tắm hay là lăn khử mùi. Chứ còn với mình thì mùi hương này hơi một chút, nó không được tự nhiên, hơi hóa học một chút. Nhưng mà về cơ bản thì nó vẫn thơm và nó không gọi là gây quá phản cảm. Thì đấy là cái mà mình đánh giá về
Ospire Clay vào ngày hôm nay. Thì nếu mà gọi là góc độ tư vấn cho các bạn rằng là sản phẩm này phù hợp với những ai, thì chắc là ngoài các bạn tóc dầu ra, thì mình nghĩ rằng là tất cả mọi người khác đều có thể thử sử dụng sản phẩm này trong bất cứ nền tóc hay là mật độ tóc nào, kể cả tóc thưa hơn của mình. Thì với sản phẩm này các bạn có thể sử dụng nó như pomade ha. Đó, rất là linh hoạt luôn. Thế nên là cái cảm giác sử dụng sản phẩm này, nó thực sự mà nói là nếu gọi đây là một con sáp thì nó sẽ là một cái con sáp rất là tốt để cho các bạn, hoặc là nó, sản phẩm tạo kiểu nói chung sẽ là một cái sản phẩm tạo kiểu rất là tốt để cho các bạn làm quen với những cái định nghĩa rằng là pomade thì phải chải lược như thế này, hay là sáp vuốt tóc thì được cạo tai như thế kia. Thì đó là một cái gì đấy mà rất 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 là cần, rất là quan trọng với những người sử dụng mà thực sự là các bạn không quan tâm tới vuốt tóc như thế nào. Và đó là Ospire Clay, và đó là ngày hôm nay. Thì thôi, cũng như mọi khi thì hẹn gặp lại quý vị các bạn vào lúc 20 giờ muộn hơn mỗi ngày trên YouTube Người Review, cũng như chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, gặp nhiều thành công và may mắn trong cuộc sống, cũng như là nhớ phòng ngừa Covid và đừng để tóc xấu. Người Review.